Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Tăng cường các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tham gia thảo luận về dự án luật tố cáo sửa đổi. Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trao tặng bò giống hỗ trợ đồng bao nghèo biên giới. Từ tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Cục Thuế Quảng Bình và các sở ban ngành liên quan về tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến hết tháng 5 năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 1.249 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán năm, bằng 98,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thu ngân sách ở một số lĩnh vực chưa đạt tiến độ dự toán năm, vẫn còn tình trạng thất thu thuế xảy ra ở một số lĩnh vực như du lịch, kinh doanh thương mại, vận tải, xây dựng cơ bản. Đặc biệt, tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế vẫn diễn ra. Tính đến tháng 4 năm 2018, tổng nợ thuế có khả năng thu toàn tỉnh là 270 tỷ đồng, tăng 47% so với thời điểm cuối năm 2017. Trước tình hình nợ đồng thuế vẫn còn ở mức cao, tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đồng thuế, hoàn thành chi tiêu thu ngân sách trong năm 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong thực hiện thu ngân sách trong thời gian qua. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trong năm 2018, đồng chí yêu cầu Cục Thuế và các sở ban ngành liên quan tạo mọi điều kiện để giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu ngân sách. Ngành thuế cần có biện pháp mạnh để hạn chế tình trạng nợ đồng thuế, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2018. Hôm nay ngày 24 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động tư vấn của các hội đồng tư vấn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2017, các hội đồng tư vấn đã phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các hội đồng tư vấn thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, góp ý xây dựng văn bản pháp luật được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận đề nghị, truyền tải thông tin ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh để phản ánh đến cấp ủy chính quyền. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các hội đồng tư vấn. Đồng chí khẳng định thời gian qua, các hội đồng tư vấn đã tham gia tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong rất nhiều lĩnh vực và phát huy tính phản biện rất có hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình triển khai công việc cần phải có sản phẩm cụ thể, tránh hình thức, thuyết phục bằng cách thông qua những hành động việc làm cụ thể và thiết thực, qua đó khẳng định vai trò và vị thế của đội ngũ làm công tác mặt trận. Hoạt động tư vấn cũng cần phải có sản phẩm, chú trọng vào chiều sâu của những vấn đề mà người dân quan tâm, tìm hướng giải quyết cả vấn đề đó một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Hôm nay ngày 24 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 đã tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật tố cáo sửa đổi. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Man đã phát biểu thảo luận về dự án luật này. Để tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện và ban hành được luật tố cáo sửa đổi, đảm bảo chất lượng, theo đại biểu Nguyễn Văn Man, cần giải thích rõ một số khái niệm như vụ việc phức tạp, vụ việc đặc biệt phức tạp, tại điều 2 hay tại khoản 3 điều 8 cần làm rõ thế nào là tiết lộ, làm lộ danh tính người tố cáo. Vì trong quá trình giải quyết tố cáo, tất cả các thông tin về người tố cáo không chỉ một người biết mà rất nhiều người, thậm chí nhiều cơ quan đơn vị được biết. Đại biểu Nguyễn Văn Man cũng đề nghị. Tại điều 9, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo tại khoản 1, đề nghị bổ sung một điểm 6 điểm G quy định người tố cáo là được bồi thường thiệt hại khi tố cáo đúng nhưng tổ chức và cá nhân giải quyết tố cáo chịu trách nhiệm hoặc có hành vi bao che, ban hành kết luận trái pháp luật, gây thiệt hại về vật chất và làm ảnh hưởng đến tinh thần danh dự của người tố cáo. Trước hết cần bổ sung quy định này là vì theo quy định tại điểm D khoản 2 điều này,
Nếu người tố cáo có hành vi tố cáo sai sự thật thì phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trong trường hợp này, người ta tố cáo đúng lại bị kết luận là tố cáo sai, không lẽ không được bồi thường. Mặt khác, quy định này phù hợp với quy định tại điểm D khoản 2 điều 10 về nghĩa vụ của người bị tố cáo là phải bồi thường bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, và tại điểm G khoản 2 điều 11 về nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo phải bồi thường bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra. Và cũng tại khoản 2 điều 9 này, về nghĩa vụ của người tố cáo đề nghị bổ sung một điểm quy định người tố cáo là phải dừng tố cáo khi đã được cơ quan chức năng giải quyết lần hai, nếu không bổ sung được tình tiết mới. Tại điều 11, quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo tại khoản 1, về quyền của người giải quyết tố cáo đề nghị bổ sung một điểm quy định tổ chức và cá nhân giải quyết tố cáo có quyền chấm dứt từ chối tiếp xúc người tố cáo khi đã ban hành kết luận và thông báo nội dung cho người tố cáo, nếu người tố cáo không bổ sung thêm được tình tiết mới. Tại điều 17, thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ cơ quan khác trong của nhà nước. Cụ thể tại khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ cung cấp 6 cụm từ đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách và 6 cụm từ đại biểu hội đồng nhân dân khác để bảo đảm chặt chẽ và logic. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Văn Man cũng đề nghị bổ sung một số quy định và bỏ một số cụm từ không phù hợp tại điều 34, điều 42, điều 48, điều 55 và đề nghị ra soát để thống nhất về thời hạn trong dự thảo luật. Cũng trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật tố cáo sửa đổi, trong sáng ngày 24 tháng 5, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đã tham gia tranh luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật này. Chúng ta có một chương bảo vệ người tố cáo, trong lúc đó chúng ta không có một quy định nào về bảo vệ người xử lý tố cáo và người vạch trần tố cáo. Thực tế thì người tố cáo là được giữ bí mật, trong lúc đó người thực thi vấn đề là xử lý tố cáo hoặc vạch trần tố cáo thì lại không được bí mật. Và thực tế thì cũng có nhiều trường hợp đó là báo chí vạch trần người bị tố cáo thì bị kẻ bị tố cáo là tấn công. Ngày 25 tháng 5, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Hôm nay ngày 24 tháng 5, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 với những nội dung cơ bản gồm: về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017, các nội dung về công tác cán bộ. Tiếp đó, các đại biểu đã được quán triệt nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quán triệt kết luận số 23 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Ngày 22 tháng 5, Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Quảng Ninh đã thông báo nhanh kết quả của hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Đồng thời nhấn mạnh những nội dung tại hội nghị Trung ương 7 là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn huyện cần sớm triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 nhằm tạo sự nhất trí cao trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị Trung ương 7, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện ủy Lệ Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 và quán triệt các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ cột cán trên địa bàn huyện. Tại hội nghị,
các đại biểu được nghe thông báo nhanh một số kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12, quán triệt nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và quán triệt kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Để các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 sớm đi vào đời sống, huyện ủy Lệ Thủy đã có kế hoạch tổ chức học tập quán triệt nội dung các nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ chủ trì các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên giới. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động. Qua đó, xây dựng quyết tâm, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện phê bình, từ phê bình trong sinh hoạt Đảng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hôm nay ngày 24 tháng 5, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh đã tổ chức họp ban nhằm triển khai công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh chủ trì cuộc họp. Toàn tỉnh có trên 9.600 thí sinh đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trong đó có trên 4.600 thí sinh dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học cao đẳng, hơn 4.500 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng phương án thành lập 29 điểm thi với 423 phòng thi. Các cơ sở giáo dục có ít học sinh được ghép với các cơ sở giáo dục lân cận để tổ chức một điểm thi. Các thí sinh tự do được tập trung thi tại 1 đến 2 điểm thi thuộc địa bàn nhằm giúp công tác tổ chức thi được thuận lợi, tạo điều kiện trong việc thi lại cho thí sinh. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình chủ trì phối hợp với Trường Đại học Khoa học Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Trường Đại học Quảng Bình. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ được diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 6 với các môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, tổ hợp bài thi khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Năm nay công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông được giữ nguyên phương thức tuyển sinh như năm học 2017-2018. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông dựa trên kết quả học tập rèn luyện, hành kiểm của 4 năm ở bậc trung học cơ sở và tổ chức thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Việc tuyển sinh được thực hiện theo nguyên tắc phân vùng vào các trường trung học phổ thông trên cùng địa bàn tuyển sinh huyện, thị xã, thành phố. Riêng địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn là một vùng tuyển sinh. Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh trên phạm vi toàn tỉnh. Đối với việc thi tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức thi tuyển vào ngày 4 đến 5 tháng 6. Ngoài một nguyện vọng dự tuyển vào một trong các lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, các thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên nếu có nguyện vọng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của các thành viên Ban chỉ đạo và Sở Giáo dục Đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần nghiên cứu bổ sung kế hoạch thực hiện, xử lý những công việc thuộc lĩnh vực ngành được phân công theo thẩm quyền. Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp chuẩn bị tốt trong công tác thi tuyển đầu vào, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các trường trung học phổ thông triển khai công tác xét tuyển đúng quy trình và thời gian quy định. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc,
11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Sáng nay ngày 24 tháng 5, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Ban thi đua khen thưởng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trường Đại học Khoa học Huế đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước, giá trị lý luận và thực tiễn. 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, theo tư tưởng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 9 báo cáo khoa học liên quan đến các nội dung, quan điểm, biện chứng về thi đua yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Quảng Bình với cả phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và giảng viên trường đại học có cơ hội trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức và vận dụng đúng đắn phong trào thi đua yêu nước trong điều kiện mới theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn cả phong trào thi đua yêu nước thực hiện cả mục tiêu kinh tế xã hội với mục tiêu xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trao tặng bộ dòng hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới. Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương Quảng Bình vừa phối hợp với Hộ Kinh doanh Vương Quốc Nội Thất tổ chức lễ khai trương cửa hàng tiện ích bán hàng lưu niệm Việt. Cửa hàng có địa chỉ tại số 19A đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới. Đây là địa điểm thuận lợi cho khách du lịch đến mua sắm vì nằm trên trục đường chính của thành phố, có bãi để xe, diện tích mặt bằng rộng rãi, thoáng mát. Việc đầu tư xây dựng cửa hàng tiện ích bán hàng lưu niệm Việt phục vụ khách du lịch tại thành phố Đồng Hới có ý nghĩa rất lớn trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề truyền thống, đơn vị sản xuất, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng lưu niệm của tỉnh Quảng Bình phát triển. Sáng nay ngày 24 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới tổ chức diễn tập phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham gia của 184 người gồm ngư dân và lực lượng phòng chống thiên tai, dân quân tự vệ, công an, cán bộ y tế. Theo tình huống giả định, dự báo bão có cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố Đồng Hới kèm theo mưa lớn. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã có công điện yêu cầu các xã phường trên địa bàn khẩn trương triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp với bão. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Ninh khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với 5 tình huống cụ thể gồm: thông tin cảnh báo bão, tổ chức họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã để triển khai công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, di rời tàu thuyền bị hỏng máy trên sông Nhật Lệ, đoàn gần cửa biển vào khu neo đậu tại thôn Cửa Phú và sơ cứu thuyền viên bị thương trong quá trình di rời tàu thuyền, cứu các nạn nhân bị nước cuốn trôi và sơ cứu các nạn nhân bị đuối nước và họp khắc phục hậu quả sau bão. Cuộc diễn tập nhằm giúp xã Bảo Ninh ra soát cả phương án ứng phó thiên tai, khả năng quản lý và điều hành của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã khi có thiên tai xảy ra, vai trò tổ chức triển khai ứng phó và công tác hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, nâng cao kiến thức kỹ năng của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở, cũng như nâng cao kiến thức của người dân về vai trò trách nhiệm khi có thiên tai xảy ra, giúp người dân và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hành các kỹ năng kiến thức, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra. Nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2018, hôm qua ngày 23 tháng 5, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã tổ chức thăm tặng quà tại chùa Thanh Quang, xã Thanh Trạch. Lãnh đạo huyện Bố Trạch đã gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, chức việc và các tăng ni Phật tử đón một mùa Phật Đản bình an, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết và những đóng góp tích cực của các tăng ni Phật tử trong thời gian qua đã đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy vừa ban hành một số khung tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, huyện Lệ Thủy đã ban hành cả khung tiêu chí hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp kiểu mẫu, vườn hồ kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện cũng đã có hướng dẫn việc thực hiện và đánh giá cả khung tiêu chí áp dụng trên địa bàn Lệ Thủy.
Đối với khung tiêu chí hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới có 5 tiêu chí, gồm trụ sở làm việc, tổ chức bộ máy, chuyển đổi hợp tác xã, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, và hoạt động hợp tác xã gắn với các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội, môi trường tại thôn, xã. Khung tiêu chí vườn hồ kiểu mẫu có 5 tiêu chí, gồm quy hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm từ vườn, môi trường, cảnh quan và thu nhập. Riêng khung tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu có 10 tiêu chí, gồm nhà ở và công trình phụ trợ, vườn hồ và công trình chăn nuôi, hàng rào, đường giao thông, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, văn hóa, chính sách xã hội, giáo dục, đào tạo và y tế, vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh, chấp hành quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức. Huyện Lệ Thủy cũng đã chọn 6 khu dân cư, 3 hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, 10 km đường nông thôn để xây dựng trở thành đối tượng kiểu mẫu cấp huyện. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu mỗi xã chọn 1 khu dân cư, 1 hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp và từ 3 đến 5 vườn hồ để xây dựng kiểu mẫu. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày này, bà con nông dân huyện Bố Trạch đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân và chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Bố Trạch gieo trồng gần 5.400 ha lúa với các giống chủ lực như IR35366, P6, X21, X23 và một số giống mới như HN6. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 50% diện tích với năng suất bình quân ước đạt trên 57 tạ trên 1 ha. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bố Trạch khuyến cáo bà con nông dân tăng cường cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc xuống giống vụ hè thu 2018. Tối qua ngày 23 tháng 5 tại xã Đại Trạch huyện Bố Trạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức buổi truyền thông tại cộng đồng về phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền. Quảng Bình là một trong những tỉnh có số lượng người xuất cảnh di cư ra nước ngoài để lao động, học tập, cư trú tương đối cao so với các tỉnh thành trong cả nước. Trong những năm qua, một số đối tượng xấu đã lợi dụng lôi kéo dụ dỗ, lừa gạt người dân đi xuất cảnh di cư trái phép ra nước ngoài nhằm buôn bán người, chiếm đoạt tài sản, gây rủi ro đến tình mạng và tình hình an ninh trật tự và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Trong đó có hình thức đưa người di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền. Theo đó, kể từ tháng 9 năm 2013, Chính phủ Australia đã thực hiện chiến dịch bảo vệ biên giới cứng rắn để ngăn chặn các tàu thuyền đưa người nhập cư trái phép khi đi vào lãnh hải nước Úc. Nhờ thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền và phòng ngừa, nên từ tháng 9 năm 2014 đến nay, trên các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Bình không có trường hợp nào di cư trái phép sang Úc bằng đường biển. Đại Trạch là địa phương thứ 7 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chọn để triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc. Chương trình nhằm truyền tải những thông điệp giúp nhân dân địa phương nắm và hiểu được rằng việc di cư bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Úc là hành vi vi phạm pháp luật, vừa nguy hiểm, tốn kém và sẽ bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ xử lý. Đại diện lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo về tình hình và chính sách của chính phủ Úc trong việc ngăn chặn xử lý công dân các nước di cư bất hợp pháp vào nước này, đồng thời giải đáp những câu hỏi của bà con các vấn đề liên quan đến nhập cảnh vào Úc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng 50 con bò giống cho đồng bào chỉ xã biên giới của 5 huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đây là quà tặng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hỗ trợ đồng bào nơi biên giới ở tỉnh Quảng Bình. Nhằm hỗ trợ đồng bào khó khăn ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, giúp các hộ nghèo ở khu vực biên giới phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 750 triệu đồng để mua 50 con bò giống, mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, tặng đồng bào nghèo chín xã biên giới của 5 huyện. Thực hiện cái nguồn hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 5 tỉnh triển khai tốt cái đợt tặng bò cho bà con đồng bào trên biên giới có hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai lũ lụt này, đã làm tốt cái việc xét chọn, bình chọn từ cơ sở trở lên đúng đối tượng, đúng với điều kiện, tạo cái dân chủ ở dưới cơ sở. Cái thứ hai nữa là đã phối hợp để làm việc với cái trung tâm giống vật nuôi của tỉnh để lựa chọn các cái con giống có cái sức đề kháng tốt, cái sức chịu đựng tốt
ở tại cái địa bàn có khí hậu khắc nghiệt trên biên giới để giúp cho bà con có điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng cái đàn bò phát triển. Trước khi được nhận bò, các hộ dân đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi để đảm bảo cho bò phát triển nhanh, đồng thời ký cam kết không được tùy ý bán bò hoặc thay đổi bò được cấp. Trong quá trình nuôi, nếu gặp khó khăn thì báo với chính quyền địa phương hoặc đồn biên phòng để có hướng giúp đỡ kịp thời. Thanh Hóa là xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì ở đây thì đời sống bà con đang còn rất là khó khăn, trong cái đặc biệt trong công tác phát triển sản xuất. Và trong những năm qua thì do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ lụt thì sản xuất của bà con bị ảnh hưởng rất là lớn. Vừa rồi thì được quan tâm của Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Quảng Bình thì xã được phân bổ 5 con bò về hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số để cải thiện đời sống sản xuất. Thì trên cương vị là chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp về cơ sở cùng với bà con để hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc để phát huy được cái nguồn hỗ trợ này để giúp bà con cải thiện đời sống. Cảm ơn Biên phòng này, rồi cảm ơn Mặt trận tỉnh, rồi cảm ơn rồi các bác, rồi ở đây đồng bào rồi khó khăn giúp đỡ rồi cho con bò để chăn nuôi sau này rồi phát triển. Có thể thấy, việc trao tặng bò sống hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững thể trận lòng dân, chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 5. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Độ ẩm 52 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 94%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao